Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Trên đường hội nhập của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là vật tư quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất, bảo vệ cây trồng để xây dựng một nền nông nghiệp mang tính bền vững, an toàn. Trong đó, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học được xem là chìa khóa, là giải pháp thay thế hợp lý, thông minh nhất. Đây cũng là giải pháp mà Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Việt Nông Vinco đã mang đến cho người trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua. Kể từ khi áp dụng giải pháp của công ty Vinco vào việc canh tác lúa, nhiều năm qua, ruộng lúa của anh Lê Trung Chính và nhiều bà con nông dân khác ở Đồng Tháp và An Giang đã được cải thiện đáng kể về năng suất và chất lượng. Thì tôi trồng lúa hôm nay 18 năm, tôi cũng mới biết cái sản phẩm Vinco á. Thì nói chung là xài nó rất là ok. Năm nay bữa nay là lúa được 90 ngày rồi mà lúa là lá đài xanh mà vô gạo rất đẹp. Thì tôi áp dụng giải pháp Vinco này là được 6 vụ. Là cái cử lẹt xẹt là tôi xịt, tôi thấy là nó trổ đồng loạt. Đợt 2 là vừa công chế me là tôi xịt thấy nó vô gạo im. Còn đợt 3 là tôi xịt mùa hè thì dư vẫn nó hơi nhiều mà tôi so với mấy củ khác là không bị vi khuẩn lép đen mà không cháy bì lá. Áp dụng Vinco này thì lợi nhuận nó cao hơn, mà hầu như là nó thêm một chuyện nữa là nó khỏe chăm sóc hơn nữa, thấy là ra là mát ruột rồi. Bây giờ nếu mà có chất hữu cơ mà lúa mình nó đạt là nó cho sản phẩm tốt, và cái là cái không có bị quá chất, là nó có dạng hữu cơ đó là mình thấy mình phái, vì mình cũng yên tâm mình làm mình sản xuất ra cho người tiêu dùng người ta cũng yên tâm nữa. Việc chủ động chuyển đổi sang lựa chọn sản phẩm an toàn cho sức khỏe và bảo vệ môi trường trong canh tác lúa đã giúp người nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường cho sản phẩm lúa gạo của địa phương. Và cùng với việc sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học cũng là yếu tố then chốt quyết định tới sự thành công của mùa vụ. Những sản phẩm này an toàn với thiên địch và môi trường, nhanh phân hủy trong tự nhiên, không ảnh hưởng tới đa dạng sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp, an toàn cho người sử dụng. Tôi thấy cái sản phẩm Vinco này tôi bán được 2 năm bà con rất là ưa chuộng, xịt nó lấy gạo rất là nhanh. Xịt những cử giai đoạn nào nó cũng có được hết trơn á. Lúa lúc lúa trổ, rồi lúc giai đoạn lúa làm đồng, rồi giai đoạn lúa công trái me chín. Tôi mong muốn sắp tới thì cũng nhờ công ty kết hợp với đại lý đưa cái bộ sản phẩm này đến nông dân được biết nhiều hơn nữa, để cho nông dân có cái lợi nhuận và đạt được cái năng suất cao hơn. Thì trong cái giải pháp của công ty Vinco là giải pháp thần tài đột phá tạo sự khác biệt này, thì hướng đến là những dòng sản phẩm như là hữu cơ, đặc biệt nhất là sản phẩm Vinco B9 là 100% chiết xuất từ con sâu biển. Nó giúp cho cây lúa của mình rất là an toàn, nó hướng đến một cái môi trường rất là sạch và an toàn cho con người, hướng đến là sản phẩm sạch hữu cơ. Là sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, sự khác biệt từ sản phẩm của Vinco đã tạo được sự tin tưởng cho người trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua. Sự nỗ lực của doanh nghiệp để mang đến giải pháp hiệu quả, hỗ trợ cho việc trồng lúa đang từng bước góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của người nông dân nhằm hướng tới một nền nông nghiệp bền vững. Cái sản xuất lúa, những giai đoạn cần thiết nhất 7 đến 10 ngày, 18 đến 22 ngày, 38 đến 40 ngày hoặc 42 ngày. Giai đoạn mà sau chỗ cong trái me đấy, thì những giai đoạn đấy chúng ta có thể sử dụng cái phân hữu cơ dạng lỏng để chúng ta phun xịt, thì như vậy nó hỗ trợ vào trên hấp thu qua lá mà nó tăng cường cái dinh dưỡng chắc hạt, chống đem nếp hạt và làm cứng cây. Những thuốc sinh học thì không phải là khi thấy dịch có rồi thì chúng ta mới dù xịt cái đấy, mà đã là thuốc bảo vệ thực vật sinh học thì chúng ta phải phòng tốt hơn để nó tăng sức đề kháng. Có những loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học bảo đảm cái tính an toàn rất cao. Dù bị tác động bởi nhiều loại dịch bệnh, nhưng lựa chọn giải pháp phù hợp sẽ giúp cây lúa giảm thất thoát năng suất. Với mục tiêu toàn tâm toàn ý vì nhà nông, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Việt Nông Vinco mong muốn mang đến những sản phẩm có chất lượng và giá cả cạnh tranh. Vinco kỳ vọng sự khác biệt từ sản phẩm sẽ góp phần xây dựng một nền nông nghiệp có trách nhiệm và phát triển bền vững hơn trong tương lai.